Kumon Kapramatta Education Center chuyên dạy kèm toán và anh văn cho học sinh các cấp từ mẫu giáo đến trung học. Với hơn 60 năm kinh nghiệm và đã có mặt tại 55 quốc gia trên thế giới, riêng tại Úc, Kumon đã và đang có hơn 50.000 học sinh đang theo học. Kumon tin tưởng sẽ giúp học sinh đạt hiệu quả cao nhất trong môn toán và tiếng Anh. Muốn biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên lạc Ly Dương qua số 0419 293 633 hoặc đến thẳng trung tâm tại 125 Kapramatta Road East, Kapramatta, New South Wales 2166. Hân hạnh giới thiệu shop thời trang Bonnie Kids, chuyên trang phục trẻ em cao cấp nhập khẩu từ thương hiệu LMV nổi tiếng của Hàn Quốc, lần đầu tiên có mặt tại Kapramatta. Với giá cả phải chăng, mẫu mã đa dạng, đủ kích cỡ từ trẻ sơ sinh đến thanh thiếu niên. Quý khách có thể đến mua hàng trực tiếp tại số 86 John Street, Kapramatta 2166. Đối với khách hàng ở xa, quý vị có thể đặt mua qua trang web của chúng tôi. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc trên qua số 0425 434 868. Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt Face TV, vào những ngày cuối năm, công luận vẫn chú ý đến vấn đề gia tăng lãi suất mà Ngân hàng Chữ Kim nói là sẽ tiếp tục trong nỗ lực kìm hãm lạm phát. Về đại dịch COVID-19 tại Trung Quốc đã bắt đầu có ảnh hưởng tại Úc, mà dấu hiệu đầu tiên là cộng đồng người Úc gốc Hoa đã thu gom thuốc Tây để gửi về Hoa Lục để trợ giúp cho thân nhân của họ. Trong đời sống hàng ngày, Hiệp hội Ngân hàng ABA vừa lên tiếng cảnh báo hàng triệu khách hàng là băng đảng tội phạm không chừa một ai trong thời gian nghỉ lễ cuối năm. Và sau đây là phần tin chi tiết cho bản tin vào lúc 3 giờ chiều hôm nay thứ Tư, ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Vietface TV. Sinh hoạt kinh tế. Ngân hàng Chữ Kim ABA bào chữa chính sách tăng lãi suất. Theo bản tin news.com.au, thì Ngân hàng Chữ Kim ABA dự phóng sẽ tiếp tục gia tăng lãi suất trong năm tới 2023 và tất nhiên việc gia tăng lãi suất sẽ gây thêm nhiều khó khăn cho những ai đang có nợ thế chấp. Tuy nhiên, theo phiên bản của phiên họp đầu tháng 12 vừa qua, thì sau khi cứu xét mức độ gia tăng lãi suất cũng như việc tiếp tục gia tăng lãi suất, thì ABA đã quyết định chọn một giải pháp trung dung là gia tăng 0.25%, nâng lãi suất tiền mặt lên mức 3.1% vào đầu tháng 12. Biên bản xác nhận rằng ưu tiên của Hội đồng Quản trị là tái lập tỷ lệ lạm phát ở mức thấp, tức là từ 2 đến 3% là mục tiêu của ABA. Hiện nay, chỉ số lạm phát là 6.9% được coi là quá cao và có thể gây thiệt hại cho nền kinh tế và gây nên tình trạng đời sống đắt đỏ cho cư dân Úc. Trước tháng 5 năm 2022, lãi suất đã ở mức thấp lịch sử là 0.1%. Và mức thấp lịch sử này đã được giữ từ tháng 11 năm 2020, tức là thời kỳ cao điểm của đại dịch COVID-19. Liên tục trong 8 tháng vừa qua, ABA đã có 4 lần gia tăng lãi suất ở mức 0.5% và tất nhiên là ABA ý thức được ảnh hưởng tiêu cực của việc gia tăng lãi suất này đối với những người có nợ thế chấp. Biên bản phiên họp cũng cho thấy rằng nếu tình hình cho phép thì ABA có thể tạm ngưng việc gia tăng lãi suất. Sinh hoạt kinh tế, Ngân hàng Chữ Kim ABA có thể gia tăng lãi suất ở mức cao hơn. Theo hãng tin Sky News, thì trong phiên họp đầu tháng 12, Ngân hàng Chữ Kim ABA có thể đã gia tăng lãi suất ở mức 0.5% trong nỗ lực giảm hạ chỉ số lạm phát là một trong những nhiệm vụ chính của ABA. Tuy nhiên, ABA đã không làm như vậy mà chỉ gia tăng 0.25%. Trong tháng 10 vừa qua, lạm phát đã giảm từ 7.1% xuống còn 6.9%. Mặc dù có sự giảm sụt đôi chút nhưng 6.9% lạm phát vẫn hãy còn rất cao so với mức độ mà Ngân hàng Chữ Kim ưa chuộng là từ 2 đến 3%. Bởi lý do ấy mà ABA cảnh báo rằng lãi suất có thể gia tăng ở mức cao hơn, tức là gia tăng 0.5% nếu tình hình đòi hỏi. Sau phiên họp hồi đầu tháng 12 thì ABA sẽ tạm ngưng các cuộc họp hàng tháng cho đến ngày thứ Ba, ngày 7 tháng 2 năm 2023 và lúc bấy giờ có thể ABA sẽ lại quyết định tiếp tục gia tăng lãi suất. Với quyết định gia tăng 0.25% vào đầu tháng 12 vừa qua, lãi suất tiền mặt hiện nay là 3.1%, tức là mức lãi suất cao nhất kể từ tháng 11 năm 2012. Các giới quan sát tin rằng Ngân hàng Chữ Kim thường có quyết định quá độ. Trong khi đó, thì Thống đốc Philip Lowe cũng đã bị chỉ trích vì đã phát biểu là ABA sẽ không gia tăng lãi suất cho đến năm 2024 và do đó hàng ngàn cư dân đã dựa vào ý kiến này mà vay nợ thế chấp nhiều hơn là khả năng của họ. Sinh hoạt kinh tế, Ngân hàng Chữ Kim ABA và ảnh hưởng đến nợ thế chấp trị giá 370 tỷ đô la.
Theo nguồn tin Reuters, thì quyết định gia tăng lãi suất liên tục của ngân hàng trữ kim từ tháng 5 đến tháng 12 đã gây nhiều khó khăn cho cư dân, đặc biệt là khi cư dân đã quen với mức lãi suất ở mức thấp lịch sử từ tháng 11 năm 2020 cho đến tháng 4 năm 2022 là 0.1%. Sự gia tăng liên tục về lãi suất tiền mặt tất nhiên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực thế chấp trị giá 370 tỷ đô la. Trong khi đó, thì mấy tháng gần đây, trị giá nhà cửa đã giảm 12% và chiều hướng giảm sụt này có lẽ sẽ còn tiếp tục. Bởi lý do ấy mà theo công ty CoreLogic, thì mặc dù nhiều người vẫn còn khả năng trả nợ, nhưng một số người vẫn có khuynh hướng là muốn bán đi nhà cửa của mình nếu việc trả nợ bị chậm trễ. Vào thời điểm hiện tại, thì mức độ trung bình của món nợ trả hàng tháng trị giá 500.000 đô la đã gia tăng lên 1.200 đô la. Tứ trụ ngân hàng đã chiếm khoảng 75% thị trường cho vay, và trong số này thì ngân hàng cho vay nhiều nhất là CBA. Ngoài ra, CBA cũng lo ngại là khi các món nợ thế chấp với lãi suất cố định bắt đầu mãn hạn thì nhiều người sẽ gặp khó khăn với chỉ số lãi suất mới. Trong khi đó, thì ngay từ thời điểm này, những ai đang vay nợ thế chấp với lãi suất thay đổi tức là variable rate thì cũng đã đối diện với sự gia tăng là 15%. Và đây là tình trạng khó khăn cho rất nhiều người vì hàng trăm ngàn cư dân đã quyết định vay nợ trong khoảng thời gian mà lãi suất tiền mặt đang ở mức thấp lịch sử là 0.1%. Tuy vậy, nhờ vào mức độ tiết kiệm cao, nhiều người mang nợ thế chấp vẫn có thể đối diện được với số tiền mà họ cần phải trả hàng tháng. Tuy vậy, có lẽ họ cũng đã phải hy sinh bằng cách giảm chi tiêu trong các lĩnh vực khác. Đại dịch COVID-19, lãnh thổ thủ đô khuyến nghị cư dân thận trọng vào dịp Giáng sinh và năm mới. Giới chức thẩm quyền tại lãnh thổ ACT đã khuyên cư dân tại thủ đô liên bang nên xem lại chương trình sinh hoạt vào dịp lễ Giáng sinh và năm mới bởi lý do đơn giản là số ca dương tính đang gia tăng. Cư dân được khuyến khích nên có sinh hoạt ngoài trời vì trong bầu không khí thông thoáng thì sự lây lan dịch bệnh sẽ không cao. Quyền Bộ trưởng Y tế ACT nói rằng thời gian nghỉ lễ này chính là lúc mà cư dân cần được nhắc nhở là chúng ta vẫn đang sống trong tình trạng đại dịch COVID-19 và cần có những cung cách ứng xử thích hợp. Giả sử như chúng ta có các bữa tiệc Giáng sinh thì nếu điều kiện thời tiết cho phép chúng ta nên tổ chức ngoài trời, còn nếu không thể tổ chức ngoài trời thì nên hạn chế số người có mặt và cố gắng mở tất cả các cửa để không khí được thông thoáng. Trong khi đó, thì y sĩ trưởng bác sĩ Coleman dự phóng rằng số ca nhiễm dương tính sẽ gia tăng trong thời điểm Giáng sinh và năm mới và khuyên những ai có triệu chứng thì không nên tham dự vào các lễ hội. Tuy đây là lời khuyên của giới chức thẩm quyền tại ACT, nhưng những lời khuyên này đồng thời cũng nên được cư dân tại các tiểu bang và lãnh thổ khác áp dụng. Tại ACT, những ai thuộc thành phần có nhiều rủi ro thì vẫn được thử nghiệm PCR, trong khi những ai không thuộc thành phần rủi ro thì cần phải có giấy giới thiệu mới có thể được thử nghiệm PCR. Và đó là những thay đổi mà Bộ trưởng Y tế Liên bang Mark Butler đã thông báo. Đại dịch COVID-19, tình trạng dịch bệnh tại Trung Quốc, dấu hiệu ảnh hưởng đầu tiên tại Úc. Do những biến động gần đây từ các nhóm người biểu tình nên chính phủ Bắc Kinh đã tuyên bố nới lỏng nhiều biện pháp kiểm soát, đặc biệt là việc phong tỏa. Hậu quả của sự thay đổi này là dịch bệnh đang lan tràn nhanh chóng, khiến các loại thuốc chữa trị bệnh cảm cúm tại Trung Quốc trở nên khan hiếm và cư dân phải xếp hàng chờ đợi rất lâu tại các nhà thuốc Tây để mua được thuốc. Trong bối cảnh ấy thì chúng ta không lấy làm lạ khi mà cộng đồng người Úc gốc Hoa đang có những hành động cụ thể để trợ giúp gia đình bằng cách mua những loại thuốc trị cảm cúm đau nhức không cần tòa bác sĩ để gửi về cho gia đình tại Trung Quốc. Bản tin đài ABC đã ghi nhận một trường hợp điển hình, đó là một phụ nữ gốc Hoa tên là Phong Nhi. Bà Phong Nhi đã mua rất nhiều thuốc trị đau nhức để gửi về cho cha mẹ đang sinh sống tại Thượng Hải. Trong bối cảnh này thì một vài nhà thuốc Tây này đã bắt đầu hạn chế việc mua các loại thuốc cảm cúm paracetamol này. Trong khi đó thì Bưu điện Úc Châu cũng đã khuyên những ai đã mua thuốc Tây để gửi về nguyên quán thì hãy cẩn thận vì luật lệ tại địa phương có thể thay đổi bất ngờ. Bảo vệ người tiêu thụ. Ngân hàng cảnh báo hàng triệu khách hàng về các băng đảng tội phạm. Theo nguồn tin Yahoo Finance, thì Hiệp hội Ngân hàng tại Úc, tức là Australia Banking Association, gọi tắt là ABA, vừa lên tiếng cảnh báo hàng triệu khách hàng là băng đảng tội phạm, không chừa một ai trong thời gian nghỉ lễ cuối năm. Tổng giám đốc ABA bà Anna Bly nói rằng băng đảng tội phạm sẽ giả dạng làm nhân viên ngân hàng để tiếp xúc và lừa gạt khách hàng. Bà Anna Bly nhắc nhở rằng ngân hàng không bao giờ yêu cầu khách hàng chuyển ngân bằng một cú điện thoại. Hoặc theo lời bà Anna Bly thì băng đảng tội phạm sử dụng mọi thủ đoạn để thuyết phục khách hàng tiết lộ chi tiết cá nhân. Thành phần có nhiều rủi ro nhất là những khách hàng lớn tuổi. Bà Bly cũng nói rằng vào dịp nghỉ lễ cuối năm khi mọi người đang bận rộn thì các băng đảng tội phạm sẽ thừa nước đục thả câu. Bởi vậy, ABA khuyến cáo khách hàng là phải đề cao cảnh giác. Theo nguồn tin từ Ủy hội Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu thụ ACCC, thì trong năm 2022 đã có 215.505 trường hợp lừa đảo với tổng số tiền là 527 triệu đô la. Trên căn bản trung bình thì có 19.591 trường hợp bị lừa đảo mỗi tháng, trị giá 47.900.000 đô la.
Tuy nhiên, các con số này đều không chính xác vì ACCC phỏng đoán là chỉ có 13% những người bị lừa đảo đã báo cáo. Bảo vệ người tiêu thụ, cảnh báo hải sản bị nhiễm độc tại Sydney vào dịp lễ Giáng sinh. Theo nguồn tin news.com.au thì một loại hải sản đặc biệt đánh bắt tại một khu vực tại Sydney có nguy cơ bị nhiễm độc và có thể gây ra tình trạng nhiễm độc gọi tắt là PSP. Khu vực bị coi nhiễm độc này là tại vùng Broken Bay. Bởi vậy, những cư dân Sydney khi mua sắm hải sản vào dịp lễ Giáng sinh này nên cẩn thận tìm hiểu nguồn gốc, kể cả các loại tôm, tôm hùm, oyster, cua và mussel. Đây đều là những loại hải sản đánh bắt bởi những cá nhân đi câu tại khu vực Broken Bay thì tất nhiên là chúng ta không nên mua. Nguồn tin cũng cho biết rằng Bộ Kỹ nghệ của New South Wales vẫn thường kiểm soát phẩm chất của các loại hải sản và do đó những loại hải sản đánh bắt trên cơ sở thương mại lớn thường được kiểm soát kỹ lưỡng hơn. An toàn đời sống. Bộ Y tế New South Wales xác nhận đã có hơn 160 người bị nhiễm độc do spinach. Các cơ quan y tế, các cấp liên bang cũng như tiểu bang đều đã kêu gọi người Úc không nên ăn rau spinach vì chỉ riêng ở New South Wales đã có 164 người bị nhiễm độc loại rau này trong vài ngày qua. Một đợt thu hồi toàn quốc đối với các sản phẩm rau spinach có nguồn gốc từ một trang trại ở Victoria được bán tại các cửa hàng Costco, Coles, Woolworths và Aldi trên toàn quốc Úc Châu đã được ban hành sau khi gây ra tình trạng ảo giác cho những ai đã ăn phải loại rau này. Trong số các triệu chứng được báo cáo có mê sảng hoặc lú lẫn, ảo giác, động từ giãn ra, tim đập nhanh, mặt đỏ bừng, mờ mắt và khô miệng. Trong một tuyên bố, trang trại Rivera tại Melbourne cho biết họ đã liên hệ với tất cả 20 nhà bán lẻ sản phẩm của mình để thông báo thu hồi sản phẩm. Trong khi các cuộc điều tra đang diễn ra, có khả năng rau spinach đã bị nhiễm một loại cỏ dại độc hại do ảnh hưởng bởi các đợt mưa lũ vừa qua. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin được tạm dừng chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của đài Vietface TV Úc Châu vào lúc 10 giờ sáng ngày mai.